Sơn. Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video của Điện Máy Bình Sơn. Các bạn có thể thấy được ngay bên cạnh mình đây là chiếc máy phát điện Elemax SHX2000. Chiếc này thì nó có công suất rơi vào 1,9 kVA. Thì các bạn có thể sử dụng trong gia đình một cách khá là ok. Tuy nhiên không chạy được điều hòa nhá. Đối với chiếc máy này thì nó sẽ ưu điểm là nhỏ gọn tiện dụng. Ngoài ra các bạn có thể sử dụng chiếc máy này, rất là nhiều anh em sử dụng chiếc máy này để đi picnic, đi camping. Hiện nay thì các bạn có thể thấy được đời sống kinh tế của Việt Nam mình rồi là đa phần đã cải thiện rất là nhiều so với ngày trước rồi. Chính vì vậy cái phong trào camping ấy cũng phát triển. Và các bác sử dụng những chiếc máy phát điện này đi camping thì rất là ok luôn. Nhỏ, gọn, tiện dụng. SHX2000 thì công suất của nó gấp đôi SHX1000. SHX2000 này rất ít nhé, không sẵn. Và để kiếm được những chiếc máy đẹp như này thì càng khó hơn. Bởi vì sao? Bởi vì cái lượng hàng có đâu mà mình có thể mua cũ được, đúng không? Chiếc này thì tình trạng đã qua sử dụng nhưng mà độ mới của nó mình khẳng định luôn phải đến 90%. Không hề ngoa một tí nào cả. Và chiếc này là tất nhiên nó là dòng inverter. Điện của nó sẽ là điện 220 hàng Nhật, nhưng mà nhập xuất từ thị trường Việt Nam. Do đó thì cái điện zin của nó sẽ là điện 22. Còn nếu mà Nhật nội địa, tức là chỉ bán trong thị trường Nhật với nhau thôi ấy, thì điện của nó sẽ là 100. Sản xuất tại Nhật bán ra những cái nước khác thì tất nhiên rồi sẽ phải điều chỉnh cái điện làm sao phù hợp với nước đấy. Chiếc này thì điện của nó là điện 220V, chuẩn 50Hz. Đối với những cái dòng inverter thì nó sẽ có một cái nhược điểm chết người mà rất là nhiều anh em sợ, đó chính là khi mà hỏng mạch thì lập tức các bạn sẽ phải thay ngay bảng mạch. Và bản mạch của nó thì không hề rẻ một tí nào cả. Một cái nhược điểm nữa là giá trị của những cái chiếc máy phát điện xách tay inverter như thế này nếu các bạn mua mới thì cực kỳ đắt. Hiện nay thì Google rất là sẵn, các bạn có thể lên mạng luôn search thông tin. Một chiếc SHX2000 như thế này giá của nó trên 20 triệu cho một chiếc máy mới. Thì một chiếc máy mà cũng không phải lúc nào cũng có hàng, không hề sẵn hàng một chút nào cả. Đấy nên là nếu anh em là đang có nhu cầu tìm hiểu về những dòng máy phát điện xách tay, công suất của tầm 1,9 kVA, trọng lượng nhỏ nhẹ và điện sạch cũng như là dễ dàng di chuyển thì đây là một trong những lựa chọn tuyệt vời. Rồi xin mời quý vị các bạn đến gần hơn, các bạn sẽ thấy chi tiết chiếc này như thế nào. Mình sâu từ bên trong cho đến bên ngoài luôn để cho các bạn có một cái đánh giá khách quan và tổng quát nhất. Các bạn có thể thấy tem của nó này, SHX2000. Chiếc này thì tất nhiên rồi động cơ nó sẽ là động cơ Honda và củ phát cái phần phát điện của nó ấy nó sau qua Fuji. Các bạn có thể thấy DG-Way Generator with OHC engine, tức là động cơ nó sẽ là động cơ OHC. Động cơ này mình kêu ốc nhầm như gửi 100 ấy, tiết kiệm nhiên liệu. Nói chung là dòng này động cơ bé, muốn tốn nhiên liệu cũng không được. Made in Japan, Power by Honda, đây thể hiện rất rõ. Ở trên này thì các bạn có thể thấy được này, công tắc tắt bật máy này, hai cổng ra này, một cổng ra hai cực của một cổng ra 12V 8.3A này. Hai cổng ra ba chân 220V. Rồi các bạn có thể thấy được này. Đấy, nó có các cái chế độ báo này, báo 1/2, báo full này, báo overload, báo quá tải này, báo hết nhớt này. Đấy là những cái chế độ báo để cho các bạn khi sử dụng, cảnh báo người sử dụng. Ở đây nó có một cái điểm tiếp đất này, các bạn đấu dây tiếp đất này. Nói chung là nếu dòng mini này cũng không cần tiếp đất đâu. Đây là khóa xăng này, khi các bạn gạt về vị trí này sẽ là mở. Lưu ý nhé, khi sử dụng nhớ bật khóa xăng. Đây, về thông số của máy nó thể hiện rất rõ ràng trên tem máy này. Voltmeter là voltage là 220V này, 50Hz này. Công suất tải dự phòng là 1,9 kVA, công suất tải liên tục là 1,5 kVA nhá. Made in Japan. Rồi. Anh thì gọi là gasoline, còn anh Mỹ gọi là petrol, động cơ chạy xăng. Đây. Mình vừa rửa xong thì các bạn có thể thấy được nó hơi ướt một tí nhưng mà cực kỳ mới nhá. Đây. Động cơ Honda Motocore.ltd này. Đấy. Cực kỳ đẹp. Nói chung máy mới như nào máy này y thế. Kiếm được những chiếc này thật sự rất là khoai. Nếu mà anh em nào chơi đã tìm hiểu rồi, đã tìm những dòng như này thì biết độ khó khi mà mua những chiếc máy này như thế nào. Trọng lượng em này thì mình nghĩ đâu đó khoảng tầm 17 cân đấy, 16 17 cân. SHX1000 thì trọng lượng khoảng tầm 14 cân. Em này chắc tầm 17 cân, nặng không tí. Đây, xách tay được. Nói chung nó đã thiết kế dòng xách tay thì nó sẽ phải có cái ưu điểm là xách tay, trọng lượng nó sẽ phải nhẹ. Rồi nếu anh em có nhu cầu mua hàng thì có thể liên hệ với Điện Máy Bình Sơn nhá, theo số điện thoại chúng tôi sẽ để ngay dưới màn hình. Chiếc này công khai luôn 11 triệu rưỡi, anh em nào vừa miếng hợp tiếng thì vào chung kết. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Nhớ đăng ký like, subscribe kênh, bật chuông thông báo để liên tục cập nhật những video mới nhất của Điện Máy Bình Sơn. Giá những chiếc máy phát điện nó sẽ phụ thuộc vào thương hiệu này, phụ thuộc vào tình trạng này, phụ thuộc vào công suất này, phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, chứ không phải là cứ công suất lớn là đắt mà không phải cứ công suất nhỏ là rẻ. Rồi, cảm ơn anh em. Nhớ đăng ký like, subscribe kênh, bật chuông thông báo liên tục cập nhật những video mới nhất của chúng tôi nhá. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video sau.